Anh khùng hả gì mà anh nói gì hả? Anh cũng biết ăn cơm uống nước hai gào bán cho anh đâu khùng đúng Để không? coi Đó. có Ba anh khùng anh coi cởi đồ ra quần áo á anh chạy khắp nơi là anh khùng. Hai năm trời rồi. Đầu hai năm. Hai năm rồi. Mấy tháng hả? Mấy tháng. Lâu rồi ngoại xuất thuốc rồi còn thuốc không? Còn. Các bạn hôm nay ngày mùng 3 Tết 2024 mà mình đi đến chùa. Cái này gọi là chùa Xẻo gì? Xẻo Tre, gọi là chùa Thiên Phước hay gì? Đây. Ở đây ở ấp An Bình, xã Hội An Đông. Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp quý vị. Mình đi lễ chùa đầu năm với hai đứa con gái của mình. Đi, đi vô con. Hai đứa. Đây, hai con gái mình ngại nó không chịu giao tiếp với khán giả. Đây, đây là cung trước sân chùa đẹp ha, năm nay đẹp mọi năm. Chánh điện chùa này quý vị. Gái mình hai cho hai đứa gái mình lễ Phật ha. Rồi hai đứa con lại đi con. Lại lễ Phật đi con. Khỏi con. Đây mình sẽ quay không gian ở khu vực vòng xung quanh chùa cho bà con xem nha quý vị. Đây là bên hông nè, có cái đây là chùa Xẻo Tre của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nha quý vị. Nó có cái hộ cảnh cũ Quyền Sơn à, đây, đẹp ha. Đây là cũ Quyền Sơn là sao? Có anh bà nói kiếp trước anh thấy tử thông tin thôi, không lẽ anh khùng hay gì mà anh nói gì hả? Anh cũng biết ăn cơm uống nước hai gào anh bán cho anh đâu khùng đúng để không coi. Đó ba anh khùng anh coi cởi đồ ra quần áo á anh chạy khắp nơi là anh khùng. Anh ba bận đồ đẹp gì sao khùng nổi, tại vì anh bị hành là kiếp trước anh lòng này nè nó có anh là quy quyền, anh muốn cái gì được nấy đó, anh xả gác đầy đường chăng á cho người ta lụm. Bây giờ anh Ba Minh lụm lại quê ok thì đơn giản vậy thôi, tức là anh ăn uống gì đó hay là sao sao cứ quăng đầy đường cho mà người ta lụm. Bây giờ anh lụm lại quê ok chứ có gì đâu khác, đó là anh nói sự thật luôn á. Là cái người này cha anh này mẹ, còn anh săn quần lên sao chuỗi đeo 18 cộng là anh Ba Minh đó. Là cái này là cái kiếp trước anh. Rồi anh cũng nói thiệt gì luôn đó, còn ai mà nói đúng là đúng hay nói sai sai nói anh điên cũng được đó, tại vì anh biệt danh Minh Điên rồi. Rồi anh nói gì ai tin thì tin, không tin thôi. Ê, người ta kêu anh là anh Minh Điên hoài anh cũng nói giờ anh khùng cũng được, điên hoặc khùng cũng
Nhưng mà anh ba đi là phải làm chuyện chánh nghĩa đó. Thí dụ giờ ai kêu lặt lá mai mà có bán vé số, chạy xe ôm gì đó, thấy gào bán gì làm. Quay cảnh nè, thấy không nói chuyện. Cái vụ kia chuyện cướp xe móc túi là anh bye bye, anh không chơi. Anh sao ở tù 17 năm giống như Hiếu. Rồi ok. Gì cơ? Đi ra đây nè con. Ồ. Thì trong bụng anh ba nó nghĩ sao nói gì luôn đó. Đang làm đây. Ai gọi điện ta? Alo. À biết rồi. Cái gì vậy? Con làm gì vậy? Rồi đi, được rồi. Ngoài. Trời ơi. Trời ơi, lâu dữ ha. Quay. Trời ơi, đi lại đằng kệ đứng đó, con hỏi thăm ngoại xíu ngoại. Để ngồi lại đắng đi ngoại. Tết đi cúng ông bà, rồi sẵn đây mình đi trên đường mình gặp cụ 92 tuổi, bán số hôm nay mình ghé hỏi thăm cụ, cụ có khỏe không? Tết cụ cũng đi bán số kìa. Để cọ kệ nó ngồi đi ngoại. Ngoài. Lâu quá không gặp ngoại, ngoại khỏe không ngoại? Tết cũng bán số không nghỉ ngơi ngoại? Tết không nghỉ ngơi hả? Rồi sao hả? Nghỉ lấy gì sống? Tết không nghỉ luôn? Không. Rồi nói đây cho mát ngoại. Trời, 2 năm trời rồi. Đầu 2 năm? 2 năm rồi. Mấy tháng hả? Mấy tháng. Lâu rồi ngoại sức thuốc rồi, còn thuốc không? Còn. Gì? Còn thuốc nữa hả? Ừ. Ở đâu còn? Con cho ngoại đâu có nhiều đâu rồi sao còn? Một chai sao đầy. Ờ còn nhóc. Sẵn dịp đây năm mới con hôm nay con đi về ngoài, về quê nội con đây nè. Ở đâu? Quê nội con gần chợ Mương Kinh á. Vậy hả? Rồi chở hai đứa gái. Hai đứa gái con nè. Mà quay cho khán giả xem. Này hai nhỏ gái nè, gái lớn nè, gái Út. Để đây ngồi nè con. Để đây ngồi nè. Đây. Năm mới con chúc ngoại dồi dào sức khỏe ha. Dạ. À, sống thâu với con, sống lâu với con cháu. Dạ. À, con biết chúc vậy thôi chứ con không biết chúc gì hơn. Dạ. À, Tết ngoại bán được nhiêu với số ngoại hàng ngày á? Hôm nay bước ra có 150 vé, 150. Không phải thô. Lâu rồi con cũng không có qua gặp ngoại với gia đình ngoại, rồi giờ cái chị mà dâu của ngoại đó khỏe không? Trời ơi, đi bán số cày cày. Bệnh tim hết luôn hả? Ừ. Vậy cũng nhà trời á. Ừ. Chứ đó còn chị bệnh tim là hết luôn đó hả? Ừ. Có uống gì nữa không? Ờ thì uống một tay là ta biến vậy thôi hả? Để biến nha. Ừ. Chứ còn không có tim không có gì trơn á. Con quay thấy hết, thấy cha không? Tim không có hết trơn. Ừ. Bây giờ
lại với số ha. Quá mà ngoại giờ hỏi thiệt ngoại là sức khỏe vẫn khỏe ha. Dạ, mình nó mệt đi xa nó mệt. Chỉ có gì cũng có giò nó bệnh là. Rồi lâu rồi con không thấy ngoại mà ngoại gì khỏe tốt rồi. Vậy là thuốc xịt cái giò cũng còn nữa. Còn. Ba sao không có đồ dép không? Ngoại em chịu mang dép mới, có ba có mua rồi. Ờ. Mua rồi, ngoại xưa là cái giò có bà cóc con là sưng lắm á. Bây giờ là nhờ nước da xịt mà phát sưng phải không ngoại? Ừ. Nó sưng tới giờ luôn á. Hết luôn tới giờ đó. Tới giờ luôn hả? Ừ. Thuốc hay quá trơn. Ờ, thuốc hay quá. Ừ. Để cái dành cái dễ à. Thấy ngoại còn mạnh cũng mừng chứ. Ủa ngoại còn cái gì nhé không? Cơm dữ lắm hả? Ờ, ăn chén gì là ngút hai chén cơm. Còn cơm dữ lắm mới khỏe được chứ. Ừ. Trời, quá thấy rồi. Trước rồi à. Có gì nói vui nghe ngoại. Có gì đó. Ủa, hôm Tết giờ là ngoại không nghỉ ngày nào chứ hả? Không. Không, ngoại không nghỉ luôn. Không. Ngoại giờ thấy chín mấy tuổi ngoại? 83. Ủa mới ta mấy hả? Ừ. À, vậy năm gọi 82 phải không? Ừ. À, con cũng quên, con nhớ tưởng là ngoại chín mấy. Vậy là 8 mấy tuổi vậy là còn tốt chứ. Mẹ. Thấy ngoại đẹp lão quá. Đẹp lão nè, nó nói đẹp lão. Hết chưa đâu. Bên không nội của con nó kêu tới bằng cốc đó. Có bên kinh này nè, đừng ngay đây luôn nè. Đang đi cúng ông bà. Đang đi gặp ngoại trên đường nè, con ghé hỏi thăm. Rồi thôi con cũng xin chúc cho ngoại được nhiều sức khỏe. Và sống khỏe với con cháu hoài ha. Rồi con chúc ngoại đầu năm và từ đây tới hết năm bán số được đắt hoài ha. Có dịp nào con gặp lại ngoại nữa. À, ngoại giò ngoại hết vậy là tốt rồi. À, quay con quay gần đây. Đây mình cũng giới thiệu cho quý vị lại đây cái giò ngoại lúc trước là sưng lắm. Nó giờ hết sưng luôn thiệt các ngoại. À, nhà thuốc rượu đó vậy đó. Lâu rồi mấy tháng mới gặp ngoại lại, 4-5 tháng vậy đó. 4-5 tháng rồi. Đầu cả năm mới 4 tháng à. Nữa. Có tháng à. Lâu chưa? Nhớ chưa? Nhớ không? Không có cái năm đâu. Có như thế. Năm 7 tháng vậy. 7 tháng. Nhớ gì đâu không? Con tạm biệt ngoài ha. Rồi con với hai đứa khác mình về. Khác gặp lại. À, mình cũng chia tay ngoại đây quý vị.